đây nè, hôm qua đi 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 mua đi siêu thị thì gặp sale một cái chậu y chị nè, đây nè 10 đồng. Hôm trước á mình đi shop á mình gặp cái cây này nè, cây này không luôn á, một mình cây này thôi á, bán trong cái chậu đen đen thôi là 8 đồng, mà hôm nay mình thấy luôn cái chậu này luôn á thì họ sale á còn có 10 đồng. Cái này á mình treo cho nha, làm sao mình về á mình sẽ lấy cái cây ở trong á mình để vô cái chậu treo để treo trên tường, còn cái chậu mà có cái chân này á thì mình để trên bàn chơi. Ok, nào bắt đầu mình làm ha. Nó vậy nè, giờ khô queo hết trơn, giờ là hết mùa, hết mùa tặng đồ á chứ người ta sale. Hết mùa tặng đồ người ta sale, giờ mình chuẩn bị nó lại ha, cho nó tươi tắn lại. Hình như là mình cũng cứu gần hết luôn á, mình mua về á là mấy cái cây này đều sống tốt hết trơn á, bởi vì nó là những cái cây rất là dễ trồng, có thể trồng từ nhánh á, nhánh này cắt rồi trồng á, nên là những cái cây đó là những cây rất là dễ luôn. Đây nè, bật gốc lên luôn, tại nó quá khô. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ không khỏi chưa thêm. Mình có cái chậu tre sẵn trong nhà nè, bữa hôm mình đi mình gặp mà mình thấy cái product này cũng làm ở Việt Nam, thấy cũng dễ thương nên mình mua mấy cái luôn, đặng mình có thể tre trên vách tường vòng vòng phía phòng gia đình á. Mình mỗi lần mình gặp đó thì mình mua mà mình chưa biết xài sao, là khi thuận tiện nữa thì nó có cây trưởng á thì mình sẽ trồng lên. Đây là một cái loại rất là rất đẹp, nhiều người không biết sự nó là gọi là cây trầu bà, nhưng mà mình không có thấy nó giống trầu bà, nó khác, nó là một cái giống khác nữa, không phải trầu bà đâu. Người Tây họ có tên của nó hết trơn á, mình đâu có nhớ nè. Những cái cây này nó sẽ bám vô những cái cây á, cái thân cây á, nếu mình có thể trồng với cái dạng mà cho nó leo lên cây cột, làm một cái cây cột cho nó leo á cũng đẹp lắm. Còn nếu không thì mình cứ treo vậy mà thỉnh thoảng hả, khi mà mình không để ý á, những cái rễ này nó có thể bám vào vách tường á, rồi sau này mình khó lắm, ví dụ mình muốn sơn nhà đồ á là mình phải lấy nó ra, cho nên mình để coi coi sao mình treo thời gian khi nào mình chán thì mình sẽ đem ra ngoài vườn mình làm cây cột cho nó leo. Nó vậy nè ha. Rồi xong đến nay, hôm nay là mình có cái chậu này. Còn các bạn còn nhớ cái này hôm trước mình mua không? Cái cây này nó có đốm đốm, mình thấy lạ quá, mình cũng nó giống hình như con
cái đốm đốm như con lai vậy ha, thấy lạ. Xong mình có cái chậu này mình đựng, thì mình thử nghiệm, mình cắt cái nhánh nó ra rồi mình đem đi ngâm nước, thì bây giờ nó có rễ mà. Mình không có ngờ là cây này dễ trồng như vậy đó, mà cây này cũng mắc. Cái này mình mua có không bao nhiêu đó, mình mấy đồng gì đó mà một nhánh vậy đó. Xong thì mình thấy nó vậy nè. Xong bây giờ mình muốn làm cho nó thành trong một cái chậu á, cho nên mình sẽ trồng trong đất chứ mình không trồng trong nước nữa. Chắc mình phải đi kiếm một cái chậu nào mà nó bự á, nó bằng cái này nè, bằng mình dễ lấy ra lấy vô, thì mình đi kiếm không. Tính là chuẩn bị đầy đủ đồ rồi, không có cần đi đâu nữa, vậy mà rốt cuộc cũng phải đi kiếm. Chứ mình đâu có tính đi vòng vòng cho mất thời gian, có mấy bạn nữa, mấy bạn coi mà cứ phải đi kiếm hoài. Giờ bây giờ vậy ha, cái chậu của mình vậy ha. Đó, thì mình đi kiếm cái nào mà có nhiều, mình có làm sẵn nhiều đất rồi. Đó, có một cái này được nè. Đó, tốt quá, à, tốt quá, vừa đó. Nhà mình để sẵn nhất quá đó. Cho nên nhà mình để sẵn, khi nào mình có cái mình để vô liền. Hai bên này nè, này cũng vừa nữa nè, này cũng đẹp nữa nè. Oh, y chang. Cái này bự hơn, cái này bự hơn cái này, cái này bự hơn. Xong rồi đây, đó, vậy đó. Đem đi, bắt đầu trồng. Hôm nay sau mấy ngày mưa thì trời thời tiết bắt đầu tốt, mà tốt chỉ được 2-3 ngày thôi. Thời tiết nói vậy đó, nắng chỉ được 2-3 ngày thôi. Cho nên có những công việc mình tranh thủ làm trong cái lúc trời nắng như vậy. Rồi sắp tới nó là mưa luôn á, mưa dần mưa về luôn á. Mình đi mua không thọt về á, thông thường mình hay bỏ sẵn hết cho tất cả các cái chậu. Rồi cái mình cũng tưới nước á, mình cũng tưới nó qua. Rồi đất cái trong cái không thọt đó nó mục ra đó, nó thành đất nó tốt lắm. Đến khi mình đi chợ, đi shop mua cây về đó, là mình trồng vô liền trong cái chậu này. Rồi bây giờ bắt đầu mình trồng. Không có cái đồ nữa hả? Đáng lẽ nó thẳng đứng lên ha, mà nó theo cái chậu á, cái nó có cụ cong vòng. Ở đây á, hoặc là ở trong nhà luôn, cứ đi ra ngoài á, tiệm nào shop nào họ cũng để đồ sale hết á, có ngày cái sale gì đó, rồi sao mà thấy cũng là đúng cái món mà mình muốn mua rồi, phải mua luôn. Đôi khi cũng không cần nữa, thấy rẻ mua vậy đó. Thành ra nếu mà muốn không xài tiền á, thì cứ ở trong nhà đi,
cứ đi ra ngoài á, mà xài dữ lắm. Ôi, làm lâm đồng. Xài xong rồi đó. Cái này là mình cũng để sạch mình đó, đẹp rồi đó. Cái này, cái chậu này á, mình mua á, nó giống như chậu bữa hổm vậy đó, nhưng mà chỉ có cái là của mình nó có cái chân nữa đó nha. Tiến bộ thêm một chút nữa là nó có cái chân. Đi khách luôn ha. Vậy đó. Ok. Xong xuôi. Xong xuôi đem đi nhà xe. Và đem cái này để trên bàn. Chân. Bye bye. Have a good day. Bye.